Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tại tỉnh Ninh Thuận có một đám cưới đặc biệt của cô dâu và chú rể tí hon. Trong sự chứng kiến của đông đảo anh em, bạn bè thân hữu, chú rể 31 tuổi cao 1m2, nặng 20kg, còn cô dâu 30 tuổi cao 1m18, nặng 18kg. Cả cô dâu và chú rể đều không may mắn mắc căn bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng. Tuy khiếm khuyết về chiều cao nhưng họ đều có nghị lực phi thường khiến nhiều người phải nể phục. Xúc động đám cưới của chàng trai tí hon quê Nghệ An. Sau một thời gian chờ đợi, lễ vu quy của cặp đôi tí hon Nguyễn Văn Hùng quê huyện Nam Đàn, Nghệ An và Lê Thị Diễm My quê Ninh Thuận đã diễn ra tại quê ngoại trong sự hân hoan chúc phúc của nhiều người. Sau đó, tới Chủ nhật tuần tiếp theo, lễ cưới được tổ chức tại quê nhà Nam Đàn. Kể từ khi album ảnh cưới của cặp đôi tí hon này được tung lên mạng, không ít người đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn được chứng kiến ngày vui của họ. Sáng mùng 6 tháng 11, tại tỉnh Ninh Thuận, lễ vu quy của cô dâu Lê Thị Diễm My và chú rể Nguyễn Văn Hùng đã diễn ra long trọng trong sự chứng kiến của đông đảo anh em, bạn bè, thân hữu. Cũng như bao cặp đôi khác, trong ngày cưới của mình, chú rể Văn Hùng mặc một bộ vest đen cùng sơ mi trắng, sánh đôi bên cạnh là cô dâu Diễm My với chiếc váy bồng bềnh hạnh phúc tạo dáng mến nhau. Giữa hôn trường lộng lẫy, đôi uyên ương xuất hiện, dạo bước trong sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ. Trên sân khấu, do cặp đôi tí hon có chiều cao khiêm tốn nên họ được ban tổ chức ưu ái sắp xếp đứng trên một bục sắt đã chuẩn bị sẵn để tương ứng với xung quanh. Trong lễ vu quy, chú rể Hùng tự tin khoác tay cô dâu, rót đầy ly rượu cưới. Họ nhìn nhau trìu mến và trao cho nhau những ánh mắt yêu thương. Mọi người có mặt trong hôn trường dường như ai cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho đôi vợ chồng trẻ đã từng nâng niu một mối tình đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Hùng, 31 tuổi, cao 1m2, nặng 20kg. Chị Lê Thị Diễm My, 30 tuổi, cao 1m18, nặng 18kg. Cả anh Hùng và chị My đều không may mắc bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng. Tuy khiếm khuyết về chiều cao nhưng anh chị đều có nghị lực phi thường khiến nhiều người phải nể phục. Anh Hùng vốn sinh ra bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng đến năm 7 tuổi anh không thể cao hơn được nữa. Học hết cấp 3, anh vào Đồng Nai học trung cấp kỹ thuật tin học, sau đó anh ra ngoài Hà Nội để lập nghiệp. Ban đầu anh được hướng dẫn bán vé máy bay, giữ giấy tờ sổ sách, rồi sau chuyển sang học thiết kế đồ họa. Hiện anh đã trở thành thầy giáo dạy tin học trong trung tâm nghị lực sống. Những năm qua, thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng đã trở thành cái tên quen thuộc bởi tấm gương về nghị lực vượt lên số phận. Chị My vốn sinh ra cũng mắc chứng bệnh như anh Hùng. Đầu năm 2016, trong một lần xem TV, My nhìn thấy chàng trai cùng chung cảnh ngộ nên đã đem lòng cảm mến. Chị My nhớ lại, nhìn thấy số điện thoại có sẵn trên màn hình, tôi lập tức lưu vào điện thoại, sau đó tìm cách trò chuyện với anh Hùng qua Zalo. Đối với tôi, mỗi lần được trò chuyện với anh Hùng là mỗi lần nhận được sự quan tâm, chia sẻ và có thêm nghị lực để sống. Để gần gũi với người thương, tôi không muốn để vụt mất cơ hội này nên quyết định ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực Sống, nơi anh Hùng đang dạy. Ban đầu anh ấy cũng kiêu lắm nên tìm cách lảng tránh. Thời gian đầu, anh Hùng chưa có cảm tình với My và coi My như những người bạn bình thường. Dù vậy, chị My vẫn quyết tâm không từ bỏ ý định theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình. Trong một lần liên hoan với những học viên trong trung tâm, chị My uống rượu say và lấy hết can đảm gọi điện thổ lộ tình cảm với anh Hùng. Nhưng anh Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, quyết không bỏ cuộc. Chị My luôn chủ động nhắn tin chia sẻ những vui buồn hàng ngày với anh Hùng. Cứ thế tình cảm của hai người lớn dần rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh Hùng kể, năm 2017 chúng tôi quyết định công khai tình cảm và nhận được sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên để có được ngày hôm nay thì tôi và My cũng gặp không ít trở ngại vì gia đình hai bên đều phản đối. Bố mẹ mong tôi sẽ tìm được cô gái khỏe mạnh, bình thường để cuộc sống bớt khó khăn. Còn gia đình My không tin con gái sẽ có được tình yêu chân chính. Tôi và My đã kiên trì thuyết phục hai bên gia đình nên dần nhận được sự đồng cảm. Chị chủ động liên hệ với anh, thổ lộ tình cảm rồi xin ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực Sống, nơi anh đang làm việc. Sau những e ngại ban đầu, trái tim của chàng trai tí hon và cô gái hạt tiêu đã cùng chung nhịp đập. Tình yêu đẹp đẽ của họ đã được gia đình hai bên ủng hộ và cho tổ chức làm đám cưới. Chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân, ngay khi lễ vu quy vừa kết thúc, chú rể đã viết lên trang cá nhân. Các cụ xưa có câu, tậu trâu lấy vợ làm nhà. Đây chính là ba việc lớn của đời người cần phải trải qua. Trâu thì em đang dùng con trâu chạy bằng điện. muốn chạy xăng mà chân dài quá khó đi. Lấy vợ thì đang và đã làm, còn làm nhà thì chờ trúng số hoặc thời gian lâu hơn nữa, sẽ cố gắng vậy. Anh Hùng cho biết thêm, sau lễ vô quy ở quê vợ, lễ thành hôn của hai vợ chồng anh sẽ tiếp tục được tổ chức ở Nghệ An vào Chủ nhật tuần tới. Niềm hạnh phúc của cặp đôi tí hon dường như đang lan tỏa và thắp lên nghị lực sống cho nhiều người. Chia sẻ niềm hạnh phúc cùng cặp đôi tí hon Nguyễn Văn Hùng quê Nghệ An và chị Lê Thị Diễm My quê Ninh Thuận, hàng trăm người khuyết tật trong cả nước đã về dự đám cưới của họ tại huyện Nam Đàn. Cuộc sống sau lễ cưới. Sau lễ thành hôn được tổ chức ấm áp ở Nam Đàn, thay vì đi chơi tuần trăng mật, vợ chồng cặp đôi tí hon Hùng My cùng gia đình nội ngoại đi tham quan quê bác rồi ra Hà Nội làm việc. Tuy đám cưới của cặp đôi tí hon Văn Hùng Diễm My đã trôi qua được 4 năm, nhưng ấn tượng về một lễ thành hôn đặc biệt của một mối tình đẹp lung linh như cổ tích thì vẫn còn xôn xao ở xứ Nghệ và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Đặc biệt, lần đầu tiên ở vùng quê Nam Đàn, một đám cưới diễn ra với sự có mặt của hàng trăm người đặc biệt, những người bạn bè, đồng nghiệp, học trò của cô dâu, chú rể là người khuyết tật đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Không ít người đã đến dự lễ cưới bằng xe lăn nạng gỗ. Sau lễ cưới, để đáp lại tình cảm của hai gia đình nội ngoại, sáng ngày 11 tháng 11, chú rể đã tổ chức một tour du lịch ngắn trong huyện, đưa vợ và người thân đi tham quan quê bác, thăm mộ bà Hoàng Thị Loan, về quê nội, quê ngoại của bác Hồ. Ngay khi đoàn của vợ chồng cặp đôi tí hon đến khu di tích Kim Liên, nhiều du khách ở đây đã phát hiện ra đôi uyên ương đặc biệt. Họ liền tới hỏi thăm và chúc mừng vợ chồng trẻ. Anh Hùng cho biết sau ngày cưới, người thân bên ngoại trong Nam ra còn ở lại chơi nên bọn em đưa mọi người đi thăm quê bác. Lúc này không có nhiều thời gian nên chưa thể đi chơi tuần trăng mật. Hôm nay khi bố mẹ về Ninh Thuận, bọn em cũng sẽ ra Hà Nội. Được biết, sau lễ thành hôn, hai vợ chồng tí hon sẽ vẫn tiếp tục sinh sống cùng bạn bè tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội. Anh Hùng dạy tin học ở trung tâm nghị lực sống, còn chị My thì làm công việc chỉnh sửa ảnh cho một công ty. Anh Hùng là con trai út trong gia đình có hai anh em trai, bố là cựu chiến binh, mẹ đẻ đã qua đời. Chị My là con đầu trong một gia đình nông dân có 5 anh em. Tiễn con gái từ Ninh Thuận về làm dâu xứ Nghệ, cả hai vợ chồng ông Lê Minh Biên đều có mặt ở Nghệ An. Và sau lễ cưới của con, họ vẫn chưa về quê ngay, mà còn ở lại thêm 2 ngày để động viên con gái. Trước lúc lên xe về Phước Vinh, Ninh Phước, ông Biên cho biết, hai cháu hợp nhau nên đôi, nên lứa, gia đình tôi cũng cảm thấy phấn khởi. Đặc biệt là My đã cưới được người mà mình yêu thương. Vợ chồng chúng tôi mong các cháu sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Những ngày qua, cộng đồng mạng rất quan tâm đến tình yêu và đám cưới của cặp vợ chồng tí hon. Nói về chuyện này, anh Hùng chia sẻ, cả trước và sau đám cưới, rất nhiều người đã gọi điện, nhắn tin đến để chúc mừng. Thật sự, bọn em rất vui khi được cộng đồng mạng xã hội quan tâm và luôn coi đó là nguồn động viên để hai vợ chồng cố gắng hơn nữa trong việc xây dựng cuộc sống gia đình. Đám cưới của cặp đôi tí hon đã khép lại ở hai miền quê, nhưng tinh thần lạc quan, tình yêu lãng mạn, nghị lực phi thường của đôi uyên ương thì vẫn còn lan tỏa mãi trong cộng đồng như một bài ca về nghị lực sống. Sau lễ thành hôn, cả hai vợ chồng tí hon sẽ vẫn tiếp tục sinh sống cùng bạn bè tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội. Anh Hùng dạy tin học ở trung tâm nghị lực sống, còn chị My thì làm công việc chỉnh sửa ảnh cho một công ty. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, gặp nhau cũng là duyên trời định. Xin được chúc mừng cho đôi vợ chồng anh chị đặc biệt, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, chúc cho anh Hùng và chị My luôn mạnh khỏe. Chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.